Trước khi vào video, mình bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Dưới bầu trời đầy sao, một chàng trai đang chạy với tốc độ cực nhanh. Anh cầm theo một bọc lớn né những mũi tên được bắn ra. Có vẻ như những người này đang cố gắng giết anh thay vì bắt sống. Akatsuki dễ dàng đỡ được mũi tên bắn về phía mình. Nhưng nhanh chóng bị hai cô gái khác dùng dây giữ lấy tay anh. Akatsuki kéo mạnh nhấc bổng hai người lên vai anh đã lấy được áo ngực cô gái và tẩu thoát nữ hầu hét lớn hahu jejosa dường như cái tên rất hợp với những gì anh đã trải qua akatsuki đáp xuống một vùng đất trống các nữ hầu gái bao quanh họ dự định sẽ đem anh trở về lâu đài nhưng akatsuki chỉ muốn quay lại thế giới của mình tức thì các cô gái lao về phía anh akatsuki nhảy lên anh đã dùng tốc độ bàn thờ lột hết áo ngực của nữ hầu khiến tất cả ngồi thụp xuống che ngực cô gái tóc xanh thấy tình hình không ổn tiến lên đe dọa sẽ lan truyền chuyện anh là yêu dâu xanh làm trò đồi bại trong khu rừng thiêng liêng Akatsuki bình tĩnh đáp trả, tóc xanh liền dơ giáo chĩa về phía anh. Cô chạy thật nhanh về phía trước, kết quả đã rõ ràng. Không ai ngăn cản được Akatsuki, nữ hoàng Jitty đến giữ lấy tay ngăn anh đi. Nhưng Akatsuki đã tiêu diệt được quỷ vương nên không còn lý do gì ở đây nữa. Sự tồn tại của anh ở nơi đây e là sẽ gây ra cuộc chiến tranh mới. Nhất là khi anh là Haguzezu đến từ một thế giới khác, khuôn mặt Jitty ngấn lệ. Thấy vậy Akatsuki liền hôn môi cô, Jitty bực bội rời đi. Anh nhìn bóng lưng cô hứa rằng nhất định sẽ trở lại nếu Jitty cần. Nói xong, Akatsuki quay trở lại thế giới của mình. Về phòng anh mở cái bọc ra, bên trong là một cô gái tóc hồng không mảnh vải che thân. Akatsuki quay mặt đi cho cô quấn khăn. Tóc hồng giới thiệu mình là Mizu. Sau khi mặc quần áo, cô được Akatsuki đưa lên xe. Anh dặn cô nói với người khác mình là em gái mất tích của Akatsuki. Anh chấn an cô và bảo ưỡn ngược lên. Cả hai cùng tiến vào bên trong. Mizu được kiểm tra tổng quát. Bác sĩ lấy máu cô rồi đưa Mizu vào trong ống nghiệm. Loài người muốn kiểm soát những người từ thế giới khác trở về để sử dụng vào mục đích chiến trần hy. Ai có năng lực đặc biệt sẽ được ở trong một khu vực biệt lập gọi là trường Ba Bổ. Nói các khác họ bị bắt học ở trường này để dễ dàng kiểm soát. Mizu cũng đã kiểm tra xong toàn bộ cơ thể. Cô sợ rằng người ở thế giới này sẽ phát hiện nguồn gốc của mình, nhưng Akatsuki không quan tâm. Lúc này bác sĩ ra và thông báo cơ thể anh không có vấn đề gì, chỉ có Mizu là bị nhìn chằm chằm. Hóa ra cô bị chuẩn đoán có chút thay đổi về thể chất và ký ức khi chịu ảnh hưởng của thế giới khác. Mizu thở phào vì chuyện không bị bại lộ. Cô đón lấy chai nước từ Akatsuki rồi ngại ngùng gọi Oni-chan trong một cuộc họp bí mật. Mọi người đang ngồi nhìn báo cáo kết quả của Akatsuki. Họ âm thầm thảo luận về thể chất cũng như năng lực của anh ở thế giới kia. Phía Akatsuki và Mizu được dẫn đi tham quan trường Ba Bồ. Người hướng dẫn muốn thấy năng lực của cả hai nên bảo họ chọn vũ khí. Mizu lấy một thanh kiếm còn Akatsuki không cầm gì người hướng dẫn cho rằng anh đang quá tự mãn mizu bắt đầu trước với phép thuật thấy vậy người hướng dẫn vẫn tự tin lao vào nhưng anh nhanh chóng bị đánh bật ra người hướng dẫn bất ngờ vì đã bị lừa bởi chứng ngại vật và đánh cho một đòn ngất xỉu akatsuki ở một bên khen ngợi cô những người cứu hộ đến kiểm tra tình trạng người hướng dẫn một chàng trai tóc trắng đến giới thiệu mình là hikami hội trưởng hội học sinh cậu kêu người đến đưa giáo viên bị thương đi và mong muốn được đấu với akatsuki tất nhiên là anh đồng ý bất ngờ một tảng băng lớn lao về phía akatsuki hikami khen ngợi khả năng phản xạ của akatsuki nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra thêm hikami yêu cầu akatsuki đập vỡ cột băng vừa nãy bằng một tay anh cười nham hiểm đồng ý dù cho mizu ngăn cản đổi lại nếu đập vỡ được hikami phải phô diễn thực lực của mình nói rồi akatsuki tiến đến gần cột băng anh sử dụng phép thuật lên cánh tay nhớ lại lời dặn của quỷ vương và đấm mạnh vào cột băng mặt đất nơi akatsuki đứng bị lõm xuống vỡ vụn nhưng cột băng vẫn không vỡ toác Mizu tưởng rằng anh đã thất bại còn Hikami lại không cho là vậy cậu rất bất ngờ về khả năng của Akatsuki cả hai anh em rời đi còn Hikami ở lại chạm vào cột băng tức thì nó vỡ ra từng mảnh trời đã dần tối cả hai ra khỏi ngôi trường và trở về nhà đánh chén một bữa ngon miệng Akatsuki nhìn Mizu nhớ lại lời nhờ vả của chúa quỷ ông muốn anh chăm sóc cho cô con gái của mình để Mizu không bị rơi vào tay con người hay trở thành nữ ma vương tối muộn Akatsuki nằm trên giường ngủ chỉ có Mizu là vẫn còn thức Cô cầm lên bức ảnh của Akatsuki và em gái, nhớ lại cảnh anh chìa tay ra với cô. Nước mắt Mizu rơi lã trã, cô đến phòng của Akatsuki. Nghĩ về câu nói có thể giết bạn đồng hành của cha, ánh mắt Mizu tràn ngập sát khí. Tay cô bùng lên ngọn lửa, những hình ảnh của Akatsuki hiện ra khiến cô dừng lại. Mizu định rằng sẽ rời khỏi phòng anh nhưng Akatsuki đã nắm lấy cổ tay cô kéo lên giường. Anh ngủ mơ nói mớ khiến Mizu hoảng sợ. Akatsuki còn thuận tiện lột sạch đồ cô ra khiến Mizu đỏ mặt che ngực cô không biết phải làm gì liền nói mình là em gái anh. Nhưng Akatsuki lại nói em gái mình đã mất từ lâu rồi. Điều này khiến Mizu ngây ngốc nghĩ lại bức ảnh khi nãy. Nhưng chưa kịp làm gì Akatsuki đã nhào vào nắn bóp cô, tay Mizu với lấy chiếc đồng hồ trên bàn. Sáng sớm, Akatsuki ca thán không biết vì sao mình nhức đầu vậy. Chỉ có cô em gái giả là hiểu rõ, cả hai đến trường đều bị mọi người chú ý. Akatsuki chấn an Mizu rằng đừng quan tâm đến mọi người, một cô gái tóc nâu đến bắt chuyện. Cô nhận ra hai anh em là người bị đồn thổi rất nhiều, Mizu được coi là cô gái xinh đẹp bí ẩn đã vượt qua kỳ thi xét tuyển bằng cách dùng phép thuật đánh bại giáo viên, còn Akatsuki là người có cánh tay tuyệt vời đã được hội trưởng Hikami hết lời khen ngợi, họ được vào thẳng lớp B trong khi cô gái tóc nâu phải vật lộn từ lớp E lên đến đây. Akatsuki nghe vậy liền mở lời thăm dò đối phương, cô gái giới thiệu mình là Izumi Chikage. Sau khi cả hai anh em giới thiệu tên Izumi liền cảnh cáo họ về chỗ Akatsuki đang ngồi, bất ngờ một người tóc đỏ mặt giận dữ chỉ tay vào anh. Hắn là Onizuka lớp A, vì được ở lớp cao hơn nên hắn luôn bắt nạt những người thấp hơn mình. Onizuka nhanh chóng bị Akatsuki đánh bay ra cửa, hắn chưa kịp phản ứng thì anh nắm lấy đầu. Akatsuki châm chọc coi Onizuka là mấy thằng ngu thích tỏ ra nguy hiểm, anh bóp mạnh mặt hắn với vẻ mặt nguy hiểm. Chỉ đến khi Mizu ra mặt can ngăn Akatsuki mới thả tay ra, Izumi cũng tiến đến thông báo có người đến ngay tiếp. Đó là những Fukin, đội quân được điều hành bởi hội trưởng hội học sinh. Anh tiến vào trong phòng hội học sinh, nhìn bảng tên trên chỗ ngồi của Hikami Akatsuki nhớ lại lúc gặp cậu khi thành viên ban thư ký đến anh đã chẽn chệ ngồi trên chiếc ghế của hội trưởng hội học sinh cả ba người đều cảnh cáo Akatsuki rời khỏi ghế ngồi đó người mở cửa tiếp theo lại chính là Hikami Akatsuki nhảy ra khỏi ghế giơ nắm đấm về phía Hikami cô gái tóc xanh thấy vậy sử dụng phép thuật nhảy lên đẩy anh ra cậu con trai cũng dùng ma pháp lửa ném về phía Akatsuki nhưng bị anh đá văng cô gái tóc nâu tạo ra một bàn tay đá đẩy Akatsuki xuống đất Cả ba cùng lúc bao vây lấy anh, Akatsuki không quan tâm tưởng rằng Hikami gọi anh đến đấu trận hôm trước, nhưng là do Akatsuki gây gổ ngay ngày đầu nhập học nên tóc xanh đã gọi anh đến cảnh cáo rằng Akatsuki đã bị đưa vào danh sách đen. Nếu anh còn làm ra hành động như vừa nãy sẽ lập tức bị đuổi học. Nói rồi Akatsuki bị đá ra ngoài. Lúc này một cô gái nhỏ nhắn đến tự xưng mình là ủy viên lớp học của anh, cô tên là Kuzuha. Vì lớp đầu tiên chuyển chỗ nên cô đến đón cậu, cả hai cùng đi thang máy xuống nơi học vì học vượt lớp nên Kuzuha dù bé nhưng vẫn cùng lớp với Akatsuki, hai người nhanh chóng xuống dưới sân. Cô gái tóc xanh lao từ trên trời xuống hét to tên anh với hai tay che quần, hóa ra Akatsuki đã nhanh tay lấy quần lót của cô. Tóc xanh tức giận sử dụng ma pháp tạo nên hai món vũ khí, cô lao vào Akatsuki như một cơn gió với khuôn mặt tự tin chiến thắng. Nhưng áo ngực của tóc xanh đã nằm gọn trong tay Akatsuki khiến cô gái phải ôm ngực chạy đi mất. Đến giờ học, Mizu bị tất cả những thằng con trai trong lớp nhìn chằm chằm vì bộ ngực quá khổ. Bộ đồ bó sát khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô trốn sau lưng anh trai cho đến tận cuối giờ học. Khi mọi người cất đồ, Kuzuha phát hiện ra có hai người đang sử dụng phòng để làm chuyện tế nhị. Cô bình tĩnh gọi tên Izumi, chất vấn cô vì sao cứ quấn lấy các cô gái sau giờ học thể dục. Cô gái bị quấy rối thấy người lạ thì sợ hãi ôm áo bỏ chạy, không cẩn thận đóng cánh cửa. Cả bốn người bị nhốt ở bên trong vì chiếc cửa chỉ mở được từ bên ngoài. Họ ngồi đợi giáo viên đến mở cửa nhưng Kuzuha thì không nhìn được muốn đi tiểu. Mizu đề nghị cô hãy đến góc khuất để giải quyết. Mọi người sẽ bịt tai coi như không biết. Nhưng Kuzuha không chịu mà ngồi ì một chỗ. Cô gục mặt xuống đầu gối rơi nước mắt vì chuyện xấu hổ đang xảy ra với mình. Akatsuki bị tiếng động làm tỉnh dậy tiến đến hỏi Han. Anh kêu hai người đứng cạnh ủy viên trưởng. Sau đó dùng tay chứa ma pháp ấn vào bụng dưới của hai cô gái. Izumi và Mizu gục ngã ngay lập tức kêu lên. Akatsuki giải thích mình đã tác động một chút khí lên cơ thể cả hai để họ có cảm nhận giống ủy viên trưởng. Nếu cả ba cùng chịu cảm giác như nhau thì chuyện giải quyết sẽ không còn đáng xấu hổ nữa. Akatsuki từ từ tiến lại gần Kuzuha cắn lên tay cô. Ba người cùng lúc không chịu được nữa mà tuôn trào. Cảnh tượng này xấu hổ tới mức Akatsuki bị đánh cho bất tỉnh. Mizu và Izumi cùng Kuzuha được cứu chạy ra ngoài tắm rửa. Họ quyết định giữ bí mật với nhau. Đồng thời trở nên thân thiết hơn sau chuyện này. Chỉ có Akatsuki là bị tóc xanh mắng té khói. Mizu và anh trai giả trở lại buổi sáng bình thường. Vì chuyện hôm qua mà Akatsuki bị cô dỗi chỉ cho ăn đồ ăn sẵn và tạo một khoảng cách với anh. Trong trường học, Onizuka như thường lệ bắt nạt người thấp kém hơn mình. Thấy vậy Akatsuki ra nặt nộ lấy lại vị trí xếp hàng cho cậu bạn vừa nãy. Mọi người đứng đó đều thì thầm to nhỏ. Chỉ có Onizuka đứng trong góc cây nhiệt đấm mạnh vào tường. Trong giờ ăn trưa, Mizu lo lắng không thấy Kuzuha đâu. Cô bé bị gọi lên phòng hội học sinh để nghe chỉ giáo về người gây mất trật tự trong lớp gần đây. Với những tội của Akatsuki đủ làm cho những người trong đó chướng mắt. Khi Kuzuha quay trở lại lớp học, Mizu và Izumi đã đợi sẵn để hỏi han, nhưng cô vẫn lạnh lùng nói không sao. Cô còn nhắc nhở Izumi về móc khóa treo cặp, nhưng đó là quà Mizu làm cho hai người bạn mới của mình. Cô cũng chuẩn bị cho Kuzuha một móc khóa hình cô bé, nhưng Kuzuha từ chối và đi lên tầng thượng để giải tỏa. Kể từ khi trở lại thế giới này, cô đã bị ném vào một ngôi trường xa lạ với toàn người lớn. Sau khi đứng một hồi Kuzuha trở lại thang máy, Akatsuki vừa hay xuất hiện để tâm sự cùng vẫn những câu nói châm chọc ấy nhưng Kuzuha biết anh đã nhận ra những vấn đề xung quanh. Cô giải bày nỗi khổ của mình xong định rời đi. Nhưng Akatsuki kéo Kuzuha lại đề nghị hợp tác. Đến chiều tối khi Izumi và Mizu cùng nhau đi học về thì nhận ra Akatsuki và Ủy viên trưởng đều đi vào một cửa hàng có phòng đôi. Cả hai quyết định theo dõi. Trong lúc đó, Akatsuki nắm lấy tay Kuzuha sử dụng phép thuật làm cơ thể cô yếu đi. Anh đưa Kuzuha vào phòng kín. Mizu và Izumi cũng ở ngay bên cạnh nghe trộm nhưng izumi được đá lấn tới sàm sỡ cô bạn đi cùng trong lúc đó kuzuha liên tục từ chối akatsuki anh ôm cô vào lòng bầu không khí im lặng khiến cả hai nghe được tiếng của phòng bên akatsuki bảo với kuzuha là hãy khóc đi nghe vậy cô liền mỉm cười như được tiếp thêm sức mạnh khi trở ra thì cả bốn người đều đụng mặt nhau sau đó kuzuha cũng không làm theo yêu cầu của hội học sinh nữa điều này khiến tóc xanh vô cùng tức giận hai người khác ở một bên cảm thấy cô đã quá kích động rồi nhưng tóc xanh không chịu nghe chỉ đến khi Hikami bước vào phòng, với ánh mắt sắc lẹm, anh cảnh cáo tóc xanh và thông báo mọi thông tin về Akatsuki từ nay sẽ do anh quản lý. Ánh mắt ấy khiến tóc xanh đang hùng hồn cảm thấy bị đe dọa. Chuyển đến Mizu, cô đã sử dụng thành thạo chiếc vòng tay AD được phát. Giáo viên hướng dẫn rất hài lòng nên nhìn sang phía Akatsuki, nhưng anh lại không biết cách sử dụng phép thuật nên khó có thể dùng được chiếc vòng này. Đây là trường hợp đầu tiên khiến giáo viên hướng dẫn cũng phải bó tay. Lúc này, lớp được chia thành hai đội để luyện đấu đối kháng họ sẽ được lựa chọn đấu đơn hoặc đấu đội. Khi Akatsuki muốn chung đội với Mizu thì bị cả ba cô gái cùng lường nguyết quay lưng rời đi, anh không còn cách nào khác dù Onizuka chung đội. Khi biết được Akatsuki không dùng được phép thuật, hắn tự tin đồng ý ngay tắp lự. Giáo viên hướng dẫn triệu hồi quái thú Koka mô phỏng để học sinh đấu nhau, con quái vật hét lên dữ dội. Đầu tiên là đội của Akatsuki và Onizuka, hắn nhanh chóng thi triển phép thuật biến ra một món vũ khí. Ngay khi bắt đầu hắn đã tạo tháp lửa định trói chặt chuyển động của anh, nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười. Akatsuki dễ dàng phá vòng lửa với vẻ mặt đắc ý. Onizuka không còn vui vẻ như trước nữa lập tức ném vũ khí về phía anh. Nhưng Akatsuki lại mau chóng đập chúng ra thành từng mảnh. Anh lao mạnh về phía đối thủ. Chĩa mũi kiếm ngay sát họng Onizuka khiến hắn sợ hãi bất tỉnh nhân sự. Akatsuki tiến lại gần lấy chiếc vòng AD từ tay hắn và đeo lên. Ngay lập tức ma thuật có chút hiệu nghiệm, nhưng không để anh nghiên cứu một tiếng hét thất thanh vang lên. Những người đấu đồng đội đều bị quái vật Coca hóa đá. Dường như có người đã đột nhập hệ thống khiến cho level con quái thú mất kiểm soát. ha định sẽ ở lại kéo dài thời gian nhưng Koka tấn công cô không kịp trở tay. May thay Mizu đã đứng ra đỡ đòn. Còn Izumi sử dụng ma thuật nước đẩy lùi quái vật, cả ba quyết định chiến đấu cùng nhau. ha bị cảm động cũng cười lại với hai người bạn. Tuy nhiên con Koka nhanh chóng thoát ra khỏi bẫy và lao về phía họ. Những người khác được thầy hướng dẫn ra lệnh di chuyển đến khu cứu nạn. Chỉ còn ba cô gái ở lại hợp sức tạo ra ma pháp khổng lồ biến thành một mỏm đá giữ chân ca. Nhưng họ không ngờ con quái thú hấp thụ năng lượng và trở nên to lớn hơn. Nó phi những chiếc lông về phía cả ba, Izumi đứng chắn trước Mizu làm cả cô và Kuzuha đều hóa đá. Lúc này chỉ còn lại Mizu đối phó với con quái thú, cô nghĩ về những người bạn hóa đá của mình. Thi triển phép thuật tạo ra chiếc gậy đứng chắn cô khi con quái thú chuẩn bị quật văng cô thì Akatsuki đến cứu nguy. Trên tay Akatsuki là một đống những chiếc vòng AD. Anh giơ tay lên thi triển phép thuật tạo ra một thanh đao khổng lồ khi con quái thú lao tới phóng lông về phía Akatsuki. Anh đã dùng đao đánh bay những chiếc lông hóa đá, nhưng cánh tay anh bị đâm trúng nên đã đông cứng. Akatsuki lao lên đánh liên tiếp về phía con Coca. Những chiếc vòng AD này là anh lấy của học sinh cùng lớp. Akatsuki dồn lực vào cánh tay đeo vòng đâm một đòn chí mạng từ trên xuống. Con quái thú kêu lên đầy đau đớn rồi nổ tung. Các học sinh bị hóa đá cũng trở về nguyên vẹn. Mizu chạy ra ôm chầm hai người bạn. Akatsuki cũng tiến đến xoa đầu em gái nhỏ, nêu hết mọi công trạng về phía cô phía hội học sinh sau vụ này cũng ngồi lại thảo luận họ đều cho rằng thủ phạm là onizuka người bị akatsuki làm nhục chỉ có hikami ở một bên cười nhẹ phía akatsuki thì khác anh đã tìm ra thủ phạm thật sự của vụ náo loạn lần này tanaka người bị onizuka bắt nạt cậu định sẽ đổ hết tội lên đầu kẻ bắt nạt mình và trốn lẹ nhưng akatsuki đã phát hiện ra người trước mặt còn mạnh hơn tên tóc đỏ đó cũng là lý do mà anh đã cảnh cáo onizuka về thói tự mãn của hắn Onizuka đã sử dụng Tanaka để thay đổi dữ liệu chương trình của quái thú Koka. Nghe thấy kế hoạch của mình bị phát hiện, Tanaka nhảy lên đá Akatsuki. Anh triệu hồi thanh đao khi nãy để đánh nhau với Tanaka, nhưng cậu mạnh hơn nhiều so với những gì Akatsuki nghĩ. Tanaka sử dụng phép thuật tấn công liên tục khiến Akatsuki không kịp trở tay, anh đánh rơi thanh đao và ngã xuống. Khi Tanaka lại gần kiểm tra tình hình, Akatsuki nhanh tay gọi ra thanh đao đánh mạnh về phía Tanaka, nhưng cậu lại tránh được tanaka cũng từ đó nhận ra đòn tấn công của cậu không thể phá vỡ lớp phòng thủ của akatsuki cậu liền thi triển phép thuật nhắm vào tòa nhà ba bồ dù cho akatsuki có tránh được thì những người trong học viện cũng khó mà bảo toàn tính mạng hơn ai hết tanaka hiểu rõ kết cấu của tòa nhà đối với cậu ba bồ là một nơi xấu xa làm hại những người đến từ thế giới khác khi tanaka sắp bắn phép thuật ra thì hikami bất ngờ xuất hiện dùng phép đông cứng cậu akatsuki nhìn chằm chằm địch thủ vì chuyện vừa rồi nên không cần đến anh nữa Akatsuki chủ động đến nơi cứu trợ. Lúc này Mizu vì đã quá sức nên đã ngã gục dưới tay anh trai. Cô lại mơ về lời dặn dò của cha về người giết mình. Khi tỉnh dậy Mizu đã được đưa vào phòng y tế. Akatsuki vừa hay đi vào sử dụng khôi phục khí để cân bằng lại sức khỏe của em gái. Anh trọ tay vào má Mizu khiến cô giật mình. Điểm huyệt vùng đó đã khiến cảm xúc cô nhỡ rung động nhẹ. Akatsuki biết Mizu chưa rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi cha chết. Anh muốn cô có thể thả lỏng và khóc thật to những gì Mizu đã nén chịu vùng điểm huyệt kia đánh vào tiềm thức cô khiến Mizu ôm lấy Akatsuki khóc nức nở. Cho đến sáng thức dậy, tinh thần Mizu đã thoải mái hơn. Cô vươn vai thì một cái cúc rơi xuống, dường như ngực Mizu đã lớn hơn chút. Cô không suy nghĩ nhiều đi vào tắm rửa, giọng nói của Akatsuki khiến Mizu ngờ ngợ nhìn lên trần nhà. Akatsuki trần như nhộng làm cô phát hoảng, thế là Mizu quyết định không làm bữa sáng cho anh trai. Lúc này trên tivi đang chiếu tin về các thành viên Kokun đến Nhật Bản trên đó có một thiếu niên tóc vàng làm Akatsuki phải bật dậy chăm chú nhìn với ánh mắt rực lửa. Khi đến trường, Mizu cùng hai người bạn bàn luận về cô Kun vì vẻ mặt của Akatsuki hồi sáng mà cô không khỏi tò mò. Kuzuha giải thích về hiệp hội những người đến từ thế giới khác, mỗi thành viên trong đó đều nắm giữ lực lượng quân đội lớn mạnh ở trái đất. Họ là người hướng dẫn những đứa trẻ bị lạc sang thế giới này và sử dụng chúng như là một vũ khí tối tân nếu chiến tranh xảy ra. Các thành viên trong tổ chức lúc này cũng đang bàn luận về sự xuất hiện của vị anh hùng chân chính. Họ sẽ bị coi là đồ giả nếu người đó xuất hiện. Dường như vị anh hùng chân chính đã được thử sức nhưng không sâu hết 100% thực lực của mình ra. Mọi yếu tố họ đang nói đều chỉa về phía Akatsuki. Mizu nghe chuyện về cô Kun cũng thành thực khai về phản ứng kỳ lạ của anh trai khi nghe thấy bảng tin. Izumi để chấn an cô bạn đã chuyển sang một chủ đề khác. Điều này khiến Mizu hiểu nhầm là mọi người tưởng cô có ý với anh trai. Lúc này Akatsuki đang nghĩ đến người trên TV. Sau đó có một chàng trai tóc vàng tình cờ lên sân thượng. Cậu nhận ra anh là Akatsuki người hùng mà mọi người nhắc dạo gần đây dường như lời đồn của anh khiến tóc vàng không ngần ngại mà tung cú đấm chào hỏi cả hai nhanh chóng lao vào đánh nhau akatsuki đều tránh được đòn tấn công của tóc vàng khi anh định giơ nắm đấm thì cậu ta chủ động giảng hòa dường như tóc vàng nhận ra điểm gì đó ở akatsuki cậu mời anh đi chơi và giới thiệu mình là cai đâu thuộc lớp a buổi học trên trường nhanh chóng kết thúc mizu và akatsuki cùng nhau đi mua đồ vì quần áo của em gái bị chật nên anh quyết định dẫn cô đến trung tâm thương mại Mizu lần đầu thấy nơi mua sắm thì bị choáng ngợp may có hai người bạn đi cùng giúp đỡ cô Mizu nhìn về phía anh trai trong lòng có một rung động khó nói cả bốn cùng nhau đi đến nơi bán đồ lót vì là con trai nên Akatsuki bị kuzuha đuổi ra nhưng Mizu không hiểu sao lại giữ anh ở lại cô nhanh chóng đi vào phòng thay đồ Mizu nhìn bộ ngực khổng lồ của mình mà thầm ca thán cô phục vụ mau chóng mang những mẫu đồ lót đáng yêu đến cho Mizu thử vì tưởng nhầm Akatsuki với cô là cùng một cặp nên nhân viên đã gợi ý những món đồ gợi cảm Cô nhân viên còn tận tình giúp Mizu học cách mặc áo ngực. Sau khi mặc lên Mizu trông đầy đặn và tròn trịa hơn, cô ở trong phòng thử đồ mà ngắm nghía mãi không chán. Mizu định tháo ra nhưng lại lỡ làm rách áo ngực. Akatsuki đứng trên trần nhà cũng lên tiếng khiến cô hét toáng lên. Sau khi ngắm nghía xung quanh không có ai, Mizu chất vấn anh trai vì sao lại ở đây. Vì đã lỡ làm rách đồ nên cô chỉ có thể trả lại. Lúc này cô nhân viên thấy khách hàng lâu không ta nên đã mở cửa hỏi han. May rằng Akatsuki nhanh chóng trốn lên trần nhà nên không bị phát hiện sau khi nhân viên rời đi anh nhảy xuống khuyên cô em gái đi xin lỗi mizu không biết gì chỉ im lặng lúc này izumi và kuzuha cũng đến hỏi han akatsuki bị nhân viên phát hiện mặc xối xả không ngừng nghỉ lúc này phó hội trưởng vì tiếng ồn cũng mở cửa ra quát nhìn thấy akatsuki cô ngại ngùng đóng sầm cửa vào vì chuyện với anh mà phó hội trưởng đã phải cất công đi mua bộ đồ lót mới không dễ dàng tháo ra được akatsuki không quan tâm gọi với nhân viên yêu cầu cô đưa cho em mình bộ đồ lót lớn hơn ba cỡ nhân viên dù không chịu cũng phải nghe theo khi chỉ còn bốn người akatsuki yêu cầu em gái mình quay lưng lại mizu tưởng rằng anh trai mình định điểm huyệt gì đó kỳ lạ nhưng vẫn làm theo ý anh akatsuki liền điểm huyệt lên gáy cô một vài động tác xảy ra khiến hai người bên cạnh còn thấy đau hộ nhân viên cũng nhanh chóng đem cho mizu một bộ đồ lót mới akatsuki mặc cho em gái mình còn không quên kể về chiến tích bán đồ lót của anh ở thế giới khác đúng như mục đích ban đầu bộ đồ lót mới vừa khít với cơ thể mizu nhân viên nữ ở bên cũng không bài xích anh nữa Akatsuki thừa cơ hội nói về bộ đồ bị rách vì lý do của nhân viên nên họ không phải đền bù bộ vừa rồi. Akatsuki cũng nhờ và chị nhân viên chăm sóc cho em gái mình nếu anh không thể đưa cô đi thử đồ. Mizu nghe vậy liền khóc lóc nhận lỗi. Cô không mong mình gây rắc rối cho anh nữa. Akatsuki trấn an em gái và nhấn mạnh hai chữ gia đình. Câu nói của anh làm cả hai người bên cạnh cũng cảm động theo. Vì nhiệt độ cơ thể nóng lên, đồ lót Mizu dần trở nên trong suốt khiến cô đỏ mặt ngồi thụp xuống. Phó hội trưởng thử đồ xong không chịu nổi cảnh này lập tức che ngang. Cô không chấp nhận chuyện Akatsuki xuất hiện trong quầy đồ lót cho nữ. Thấy thế cả hai cô bạn định bụng rời đi. Nhưng Akatsuki đã lấy được đồ lót của họ, kể cả đồ phòng bị mà phó hội trưởng vừa mua. Cũng may là có Mizu nhanh trí dùng gậy gõ cho anh trai to đầu. Bốn người mua sắm xong liền ngồi ăn uống. Izumi hỏi Akatsuki về kỳ thi xếp bậc tuần sau. Họ được lập nhóm để đánh giá năng lực thành viên. Mỗi nhóm không quá bốn người. Sau khi bàn bạc ba cô gái đã quyết định mời Akatsuki vào trung tim. Anh lập tức đồng ý khiến Mizu vui vẻ nhưng cô ngay lập tức trở nên ngượng ngùng. Buổi đi chơi nhanh chóng kết thúc vào chiều muộn, Mizu tắm rửa sạch sẽ rồi khoe Akatsuki bộ đồ ngủ mà anh mua cho. Anh bảo xoay một vòng và khen ngợi vẻ đẹp của Mizu. Cô cũng cố gắng hòa nhập với anh trai hơn, nhưng bộ phim nhạy cảm làm Mizu phải tắt ngay lập tức. Trong lúc này, một cuộc họp nghiêm trọng đã diễn ra. An ninh được làm vô cùng nghiêm ngặt, Hikami cũng là một trong những người có mặt ở buổi họp. Anh đã đóng băng những người trong nhà vệ sinh khiến họ phải siết chặt an ninh hơn nữa đồng thời khi hội trưởng hội học sinh vắng mặt hội phó đã ra lệnh mọi người bảo vệ an toàn cho ngôi trường trong thời gian thi cử giờ thi lịch sử nhật bản diễn ra izumi và miku đều đang dối não về bài thi trong khi akatsuki đã ngủ nhỏ rãi giám thị cầm bài lên ngạc nhiên vì các câu trả lời đều đúng hết khi mọi người đều ra về ai cũng bàn tán về bài làm chỉ có Mizu là mặt mày tối sầm vì không thể làm tốt kỳ thi sát hạch còn một tuần nữa diễn ra nên izumi định mời mọi người đi nghỉ ngơi thư giãn nhưng cai đau đứng trên cây phá đám Cậu là người hẹn với Akatsuki trước nên anh phải đi theo cậu. Cai đau đưa Akatsuki đến một nơi quen thuộc. Cậu giới thiệu cho anh một vài con xe ở đây, sau đó đưa Akatsuki đến một đường đua rộng lớn. Cai đau cũng giới thiệu cho anh chủ của nơi này, đó là một người đàn ông trung niên tóc dài đang cặm cụi sửa xe. Dù cho Akatsuki có chào hỏi ông cũng không quan tâm mà đi về phòng, cả hai cũng theo ngay sau. Cai đau muốn Akatsuki thử dùng chiếc xe siêu phẩm ở đây, nhưng ông chủ từ chối vì kết cục của người ngồi xe là ngã. Akatsuki cũng chẳng quan tâm mà tiến đến chỗ chiếc xe gỡ khăn ra, ngay lập tức những tia sét đánh anh ra. Chiếc xe hầm hố này là Slend Pernier, xe mô tô siêu thanh. Toàn bộ thân xe và động cơ đều được làm bằng hợp kim siêu bền, lực đẩy tối đa vượt qua cả tốc độ âm thanh. Tuy nhiên nếu như không được xe chấp nhận là người thích hợp thì bất cứ ai ngồi lên cũng sẽ bị cự tuyệt bằng sóng điện như Akatsuki vừa rồi. Ông chủ đưa ra lời cảnh cáo của chiếc xe, nếu anh định ngồi lên lần nữa thì có khả năng Akatsuki sẽ bị nướng chín. Ông chủ khuyên anh nên từ bỏ, Người duy nhất có thể dùng nó chỉ có bố của Akatsuki. Nghe đến điều này anh tức giận nghiến răng, dường như người đàn ông trước mặt biết về bố của cậu. Nghe tới đây Akatsuki quyết định sẽ ngồi lên xe, anh tiến đến mô tô dùng lực vào cánh tay với vẻ mặt tự tin. Lúc này phó hội trưởng cũng nhận ra chấn động không bình thường ở gần hội nghiên cứu, cô bay lên xem thử thì nhận ra chiếc xe mô tô siêu thanh đang được điều khiển, và người cưỡi nó không ai khác là Akatsuki. Phó hội trưởng không ngờ người này lại đạt được tốc độ siêu thanh mà không phải ai cũng làm được. Khi Akatsuki vừa hoàn thành một vòng quanh đường đua thì phó hội trưởng cũng đến đưa Akatsuki đi. Dù cho ông chủ có đứng ra nói đỡ thì phó hội trưởng cũng quyết định tịch thu chiếc xe. Nhưng khi cô định chạm vào mô tô thì bị sóng điện giật cho làm tan tành quần áo. Phó hội trưởng tưởng rằng đó là trò đùa của Akatsuki thì càng giận dữ. Một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Dường như đã có việc hệ trọng xảy ra khiến phó hội trưởng phải rời đi ngay. Akatsuki cởi đồng phục ra mặc lên người cô. Dù bị cảm động nhưng phó hội trưởng vẫn cứng họng bay đi. Lúc này một chiếc trực thăng đang nhắm vào một tòa nhà có khủng bố. Đã có 50 con tin bị bắt giữ, những tên khủng bố tự nhận mình là hoàng hôn nỏ. Tổ chức mang năng lực siêu phàm, phó hội trưởng vừa cầm điện thoại vừa bay đến nơi đó thăm thám tình hình. Những người trong hội học sinh cũng đã có mặt. Anh chàng trong hội tự hỏi sao trang phục của Hazuka lại như vậy, nhưng họ phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Phó hội trưởng Hazuka nhanh chóng xâm nhập lên nóc tòa nhà, họ dễ dàng đến được tầng 47 và thấy được đám khủng bố. Tóc nâu sử dụng đất để bảo vệ những con tin bị bắt, còn Hazuka một ngáng diệt sạch những tên khủng bố. Nào ngờ trong số những con tin có một kẻ đội lốt đã bắt lấy cô bé nhỏ uy hiếp hội học sinh, hắn chĩa súng vào đầu cô bé rồi đưa tất cả lên sân thượng. Giờ chỉ còn cách nghe theo tên khủng bố là hạ cánh trực thăng, họ phải ưu tiên cứu con tin lên hàng đầu. Cô bé ở trong tay tên khủng bố mắt ngấn lệ nhìn ba người, khi trực thăng dần đáp xuống. Akatsuki từ đâu xuất hiện đấm ngã tên khủng bố thành công bé bé gái lên tay. Hội học sinh thừa cơ hội diệt sạch bọn khủng bố, nhưng điều này cũng không khiến Hikazu bớt ghét akatsuki anh cũng không quan tâm rời đi ngay tức khắc trong số những con tin được cứu vẫn còn một tên khủng bố lẩn trốn trong đó hắn định cho nổ tung cả tòa nhà thì ca đâu xuất hiện xử lý thế là những tên khủng bố bị diệt sạch hoàn toàn akatsuki trở về tận hưởng bồn tắm thư thái hazuka cũng đến trả lại áo khoác cho anh dường như trong cô đang có sự thay đổi mizu cũng đã quen với cuộc sống ở thế giới này tuy nhiên những người đứng đầu ở bên kia cổng dịch chuyển lại đang bàn luận về con gái của ma vương gaziot tuy chúa quỷ đã bị đánh bại nhưng một bộ phận còn sót lại trong ma tộc vẫn ngấm ngầm chống lại hoàng quốc những người đứng đầu ở thế giới này đã quyết định liên minh với nhau tìm kiếm cô con gái mất tích của ma vương dù cho Zitti có ngăn cản nhưng những người khác lại coi con gái ma vương là nguyên nhân dẫn đến kết cục tồi tệ tiếp theo họ cũng phát hiện ra mizu đã đến một thế giới khác trong khi đó những học viên của ba bồ vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ cho đợt sát hạch sắp tới hội học sinh được đưa đến vùng biển nghỉ dưỡng nhờ lập công lớn cứu con gái của chủ khách sạn hội akatsuki tất nhiên cũng được tham gia nhờ công của anh cả ba đều chọn được những bộ đồ bơi ưng ý duy chỉ có mizu vẫn còn ngại ngùng vì cô đã nhắm mắt chọn bừa một bộ khá hở nhưng akatsuki không lấy làm quan tâm ngoài ra còn chơi chọc cô em gái mizu cũng rủ theo hazuka đến chơi cùng họ dù không muốn nhưng bị uesaki chọc đúng điểm g nên cô phải chơi cùng cả năm người chơi với nhau rất vui vẻ họ phát hiện một sự kiện lớn có nhiều người vây quanh cai đâu cũng từ xó nào nhảy ra chào hỏi mọi người cậu là nhân viên cho sự kiện bãi biển tung tăng tìm kiếm áo tắm dù cuộc thi có hơi kỳ nhưng người chơi được miễn phí tham gia. Mizu nghe vậy vẻ mặt quyết tâm đăng ký tham gia trò chơi, ngay cả phó hội trưởng cũng bị cuốn vào. MC bắt đầu phổ biến luật chơi, trong vòng một tiếng. Nếu ai có được đồ lót của người chạy trốn thì sẽ giành chiến thắng. Người may mắn chúng tưởng làm người chạy trốn chính là Akatsuki. Trong vòng 10 giây anh phải đi tìm điểm trốn cho mình. Điều này làm Akatsuki nhớ đến những cô hầu ở thế giới kia. Akatsuki nhanh chóng bị hai cô gái tìm thấy, nhưng anh lại là người lột đồ lót của đối thủ. Những người bao vây lấy Akatsuki cũng bị lột sạch đồ nếu có ý tiếp cận anh. Chỉ còn lại bốn người đội Mizu là chưa bị giật đồ lót. Họ cùng trụng lại nghĩ chiến thuật. Kuzuha nhận ra sự có mặt của Akatsuki liền thi triển phép thuật. Izumi cũng theo đó tấn công anh. Nhưng đòn này không nhầm nhò gì với Akatsuki. Anh né được mọi sự tấn công và bay đến phía Izumi. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của bốn người. Akatsuki bị sập bẫy rơi xuống một cái hố. Khi hai cô gái nghĩ rằng phần thắng đã thuộc về mình thì anh biến mất lúc nào không hay. Izumi bị bế lên. Lúc chạm đất áo ngực cô đã không cánh mà bay. Tiếp đến là Kuzuha. Tuy cô mặc đồ một mảnh nhưng Akatsuki không có ý định tha cho bạn mình. Một bàn tay tóm lấy anh. Cai đâu với một tay cầm máy quay một tay nắm lấy Akatsuki khuyên nhủ anh bạn mình sẽ mang tiếng xấu cho chương trình. Chỉ còn 30 phút nữa. Akatsuki định sẽ lột đồ lót của Hazuka tiếp theo. Nhưng cô nhanh trí trốn vào phòng tắm nữ. Tưởng đâu đã thoát khỏi Akatsuki nhưng anh hiên ngang bước vào. Vì ban tổ chức nói sẽ chịu trách nhiệm nên Akatsuki không sợ hãi trước lời đe dọa của phó hội trưởng, Uesaki và Kaido cũng ở bên ngoài hòng hớt. Các cô gái bị dọa sợ chạy ra khỏi phòng tắm. Hazuka định lợi dụng sơ hở của Akatsuki để vô lấy nhưng cô không may bị dẫm vào xà phòng. May thay anh kịp thời đỡ cô, tiện tay thó toàn bộ đồ lót của phó hội trưởng. Về phía Mizu, cô trốn dưới biển để ngăn cản sự tấn công của anh trai. Nhưng Akatsuki không biết từ lúc nào đã ở ngay cạnh cô. Mizu bị lộ cơ thể không còn cách nào khác phải chìm sâu dưới đáy biển Akatsuki liền kéo cô lên thuận tiện giữ lấy bầu ngực của Mizu lúc này trò chơi cũng kết thúc vì trong luật cấm những người chơi xuống biển nên Mizu và Akatsuki bị loại cô tỏ vẻ hối lỗi thì anh nhấc bổng em gái mình lên bế Mizu vào lòng rồi bay lên cao anh chạy trên mặt nước đưa em gái về bờ lúc này ở thế giới bên kia các đội quân cũng đã tập hợp đầy đủ trước cổng không gian vì chỉ có con người mới có thể đi qua đế vương đã cử phi banet Người có cùng thế giới với Akatsuki, đi qua cổng diệt chuyển bắt sống con gái ma vương. Nếu như Akatsuki định cản trở, anh cũng sẽ bị tiêu diệt cho dù là người hùng của thế giới này. Trước khi Phi rời đi, Z liền rút kiếm ra thách đấu với anh ta. Tuy nhiên Phi không có vẻ gì là lo sợ. Anh phải tay một phát khiến mọi binh lính ngả dạp, Z bị làm cho hết hồn. Phi cũng thành công chứng minh thực lực, trở về thế giới của mình. Ở chỗ Akatsuki, anh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi sát hạch của trường. Mọi người đều nhìn chằm chằm Akatsuki vì muốn đánh bại anh để trở nên nổi danh, Mizu cũng bị nhòm ngó vì thân phận và hình thể của mình. Dường như rất nhiều người muốn làm bạn trai của Mizu nhưng đều bị Akatsuki đuổi đi hết. Lúc này hội học sinh cũng đến để tham gia kỳ sát hạch. Hikami cùng Akatsuki trò chuyện thân mật. Akatsuki tưởng rằng mình sẽ được đấu một trận ra trò với hội trưởng hội học sinh thì Hikami lại vướng học không thể tham gia được. Toàn bộ thành viên của cô Kun sẽ tập hợp nên cậu không thể bỏ lỡ. Nếu theo kế hoạch thì Hikami chỉ có thể tham gia sát hạch vào ngày cuối. Cậu hy vọng Akatsuki có thể trụ đến lúc đó. Hazuka nghe vậy tự tin sẽ đánh bại anh trước khi Akatsuki có cơ hội đến vòng cuối. Hikami liền giải vây kêu hội học sinh rời đi. Trước đó Hazuka còn gọi với Mizu ra vẻ bí mật. Kỳ thi sát hạch nhanh chóng bắt đầu. Một màn hình xuất hiện giữa bầu trời hướng dẫn học viên về kỳ thi. Họ sẽ phải sống sót trong rừng và đề phòng sự tấn công từ những học viên khác nếu bị đánh bại thì kỳ thi sát hạch của những người đó cũng sẽ chấm dứt ngay lập tức. Vòng tay AD cũng sẽ được gỡ bỏ giới hạn trong kỳ thi này. Izumi và Kuzuha liền giải thích cho Mizu và Akatsuki hiểu về AD. Họ nhanh chóng áp dụng nó rồi thay đổi. Tuy nhiên bộ đồ của Mizu có chút hở hang khiến ai cũng phải liếc nhìn. Akatsuki liền đứng chắn trước em gái đá bay suy nghĩ xấu xa trong đầu những kẻ biến thái. Cả bốn người hợp lực tấn công những người khác và thuận tiện đánh bại đội đầu tiên. Akatsuki biến ra cây đao của mình trực tiếp đánh xuống đất. Những người trốn bên dưới đều bị đánh cho ngất xỉu. Anh cũng nhận ra những người trốn trong bụi rậm. Akatsuki gọi họ ra, một đống người xuất hiện cũng không khiến nụ cười trên môi anh tắt. Akatsuki rút đao ra đập một phát khiến nửa quân số thiệt hại. Những người khác thì hoảng sợ ngồi dưới đất. Phòng nghiên cứu kỳ thi sát hạch cũng bận rộn vì chỉ trong vòng 1 tiếng 50 người đã bay màu. Họ nhận ra những người làm nên điều này không ai khác chính là đội của Akatsuki. Thầy giáo hướng dẫn cũng vô cùng tự hào về học viên của mình. Hazuka liền cắt ngang, Cô không muốn bị coi ngang hàng với kẻ biến thái. Hazuka kêu Uesaki và Minami hợp lực đánh bại Akatsuki. Bản thân cô không thể chấp nhận người như thế trong học viện. Sau một ngày thi vất vả, bốn người Akatsuki nhóm lửa quây quần với nhau. Vì ban ngày họ đã dọa những người khác sợ mất vía nên dù đốt lửa cũng không ai dám đến gần. Akatsuki đề nghị xây một bồn tắm cho cả bốn thưởng thức chung. Nhưng nghĩ đến cảnh anh trai làm điều xấu xa với mình trong lúc không mảnh vải che thân, Mizu quyết liệt từ chối. Bỗng dưng kết giới bị ai đó đánh vỡ. Cả bốn cùng nhìn về phía giọng nói phát ra, đó là hội học sinh đến nghiên chiến với Akatsuki. Hazuka đề nghị chỉ một mình anh đi nhưng ba người còn lại không chịu. Chỉ khi Uesaki nói tất cả là do những gì Akatsuki đã làm với phó hội trưởng ở biển, Mizu mới tức giận đuổi anh trai đi. Akatsuki cùng hội học sinh đứng trên hai tròn đá cao, Hazuka tạo kết giới 2 km để không ai có thể ảnh hưởng trận đấu của họ. Bốn người có thể chiến đấu hết mình, dù kết quả ra sao thì nhóm của Akatsuki đã nhất định vào được lớp A còn anh thì vẫn vô cùng tự tin lôi đao ra hazuka quyết định một mình đánh nhau với akatsuki khi cô tấn công anh thì nhận ra đó là ảo ảnh sức mạnh của akatsuki cũng khiến hazuka rơi xuống đất lúc này mũi đao đã chĩa về phía phó hội trưởng hội học sinh minami và uesaki liền ra tay giúp đỡ giờ khác này chính là ba chọi một tất cả hội học sinh đều lấy ra vũ khí của mình khi họ định nghênh chiến thì akatsuki đã đi trước một bước a chuẩn bị quật ngã cả ba bằng thanh đao của mình nhưng Kado đã từ lúc nào đứng ở trên cây phá đám. Dường như kết giới đã bị phá nên Akatsuki mới bị thương ở mặt. Tình trạng nguy cấp như này mà hội học sinh không được thông báo có nghĩa là tình hình đang trở xấu. Đồng thời một tiếng nổ phát lên từ phía Mizu, Akatsuki không chần chừ chạy một mạch về phía em gái. Trước lúc đó, cả ba người vẫn đang bàn luận về Akatsuki. Họ quyết định sẽ đến chỗ anh vì không thể bỏ mặc bạn mình. Họ đều biết Akatsuki rất mạnh nên được mọi người yêu quý. Khi cả ba đang trò chuyện dung giả một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Mizu nhìn đã nhận ra ngay đó là kỵ sĩ của thế giới kia phi cũng đạt được mục đích tìm ra con gái của ma vương phòng nghiên cứu kỳ sát hạch đều đang bế tắc vì chiếc kết giới bị phá hủy tiến sĩ kubota xuất hiện điều phối mọi người bình tĩnh và kiểm tra lại những hệ thống còn hoạt động lúc này akatsuki đã trở về nhưng tất cả chỉ còn là đống đổ nát akatsuki tìm thấy dưới hòn đá to là hai người bạn của mình izumi đã bị bất tỉnh còn kuzuha vẫn gắng gượng đôi chút cô tường thuật những gì vừa xảy ra Mizu đã một mình chạy đi để bảo vệ sự tấn công của hai người bạn, nhưng cô mau chóng bị bắt lại. Dù dùng phép thuật nhưng Mizu vẫn không thể nào đấu lại Phi, Akatsuki dùng thuật cứu thương chữa cho hai người bạn. Anh bảo hội phó hội học sinh đưa hai người bạn của mình đến trạm y tế, đồng thời ra lệnh cho hai người của hội để ý đến những học viên bị thương trong kỳ sát hạch. Còn anh sẽ đơn phương độc mã chiến đấu một mình, nói rồi Akatsuki rời đi. Mizu vẫn đang mệt mài chạy thoát khỏi Phi, bỗng dưng Onizaku xuất hiện cản đường. Cậu không muốn Phi lộng hành thêm nữa, dù cho hắn có lải nhải onizaku vẫn thi triển phép thuật lửa của mình đấu với phi nhưng sức mạnh này không phải đối thủ của hắn phi lao đến tấn công onizuka nhưng may thay cậu đã dùng ảo ảnh để đánh lừa đối phương akatsuki cảm nhận được khí lực của cậu cũng mau chóng chạy đến sau những gì đã xảy ra onizaku tạo ra nhiều ảo ảnh đứng chắn trước mặt phi cậu không muốn trốn tránh sự yếu hành của bản thân nữa sau tất cả những gì đã xảy ra đây là hành động chính đáng mà onizaku phải làm nói rồi cậu tấn công phi nhưng phép màu không xảy ra. Onizaku bị đánh văng vào mỏm đá, phi tiến đến gần và lại nhảy vì lý do không giết cậu rồi rời đi. Khi đang hấp hối, Akatsuki đã sử dụng khí pháp cứu lấy người từng là kẻ thù một mạng. Anh gọi Kado ra để đưa Onizaku về trạm y tế rồi nhanh chóng rời đi. Giờ là lúc mọi người đều phải đặt niềm tin vào người anh hùng của thế giới kia. Uesaki cũng dùng loa đài nói lời ủng hộ Akatsuki khi bị đẩy dồn đến vách đá. Cô nhớ lại những lời tiên tri của Hazuka cảnh cáo mình. Mizu khi gục ngã lại nghĩ về anh trai giả mạo. Giờ cô chỉ có một mình đánh nhau với Phi, hắn nghênh ngang tiến đến trước mặt cô. Sau khi thành công đem con gái mất tích của Ma Vương về, hắn sẽ được phong là vị anh hùng mới. Chỉ nghĩ đến đây thôi Phi đã cảm thấy hưng phấn vô cùng, hắn tiến đến gần Mizu đe dọa cô. Mizu giơ gậy tung đòn về phía Phi nhưng nhanh chóng bị hắn đẩy ngã xuống đất. Mizu biết rằng hắn sẽ không giết mình ở đây vì phải đem cô về để dụ những người ở ma tộc ra và diệt sạch. Chỉ nghĩ đến đó thôi Mizu quyết định cắn lưỡi tự sát. Nhưng Phi lại cảnh cáo nếu làm vậy hắn sẽ quay lại giết sạch những người bạn thân thiết của cô. Lời nói này khiến Mizu không biết phải làm sao, cô tuyệt vọng hét lớn. Lúc này Phi chạm vào ngực Mizu muốn vui vẻ một chút, cô không thể làm gì chỉ đành cam chịu. Nước mắt của Mizu rơi xuống. Akatsuki cũng đã kịp thời xuất hiện trước khi điều tồi tệ xảy ra. Anh tức giận vì có người dám động vào em gái mình, nói rồi Akatsuki lấy ra thanh đao đánh bay Phi. Cả hai lao vào đánh nhau, Phi dùng những lời lẽ thách thức Akatsuki. Hắn tự hỏi anh đang chống lại thế giới của mình để bảo vệ một đứa con gái, nhưng Akatsuki không quan tâm mà trực tiếp đáp lại. Anh dùng sức mạnh của cây đao đánh về phía Phi nhưng bị hắn phản công, tiếp đến Akatsuki áp sát dùng khí công của mình đánh bại hắn. Nhưng Phi vẫn là một kẻ khó đối phó, hắn cho rằng Akatsuki không có phép thuật nên dễ bị tấn công. Còn Akatsuki đã vì thế mà luyện khí lên một tầm cao mới, anh vận một quả cầu khí khổng lồ trực tiếp ném về phía Phi. Hắn bị đẩy bay đâm thẳng vào mỏm đá nhưng một thế lực nào đó khiến Akatsuki phải lùi lại. Phi cũng đứng dậy dưới đống đổ nát, hắn bắt đầu kể về Eti và ngôi mộ của người anh hùng ở thế giới kia khiến Akatsuki mất kiểm soát. Để có thể khiến mọi người không trách móc về việc phá mộ anh hùng, Phi buộc phải bắt sống con gái của ma vương và trở thành người hùng mới. Akatsuki không ngấm nổi những lời này trực tiếp tung cú đấm khiến hắn bay lên trời. Tuy nhiên Phi đã nhanh đến chỗ Mizu và sử dụng cô để bắt Akatsuki thả vũ khí xuống. Anh ngoan ngoãn làm theo trước sự đe dọa của đối thủ. Lúc này Akatsuki bắt đầu trò chuyện với Phi để hiểu rõ người mình đang đối đầu. Khi nghe được lý do bắt sống Mizu để trở thành anh hùng, Akatsuki cười lớn chế giễu con người bị ổi hèn hạ trước mắt. Những lời nói châm chọc của anh thành công khiến Phi tức giận chuyển mục tiêu về phía Akatsuki. Hắn giơ kiếm định đâm thủng cổ họng của anh. Nào ngờ Akatsuki đã đoán ra trước và sử dụng khí công bảo vệ cổ mình. Anh thừa thắng xông lên đấm liên tục vào mặt của Phi. Chốt hạ bằng một cú đánh long trời lở đất khiến hắn hoàn toàn ngã gục. Nhưng Mizu lại chạy đi sau sự vụ vừa rồi. Khi Akatsuki đuổi đến nơi, Mizu đã đứng ở vách núi. Cô nói lời chăn chối cuối cùng rồi không nghĩ ngợi mà nhảy xuống. Akatsuki cũng theo đó ôm lấy em gái mà rơi xuống dòng nước. Anh của trách cô không quý trọng mạng sống của mình, nhưng Mizu không muốn liên lụy người khác. Akatsuki quát lớn, anh muốn cô chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cha của Mizu đã cố gắng để bảo vệ cuộc sống yên bình cho cô. Những gì mà Mizu đang làm chính là đi ngược lại những gì quỷ vương cố gắng. Nhưng Mizu vẫn lo sợ khi liên lụy đến người khác. Akatsuki liền thề sẽ bảo vệ cô và những người mà Mizu trân quý. Anh nói thêm tất cả những gì vừa xảy ra đều là do anh gây lên, chính Akatsuki là người giết quỷ vương và đem con gái chúa quỷ đến thế giới của mình. Những lời trấn an của anh khiến Mizu cảm động, nhưng cô không thể vì Akatsuki đối xử dịu dàng với mình mà quên mất những gì sẽ xảy ra nếu anh cứ tiếp tục bảo vệ cô. Akatsuki vẫn bình tĩnh an ủi em gái, anh không muốn cô nghĩ rằng mình không có nơi để về vì chính anh là nơi mà Mizu có thể dựa dẫm. Nói rồi Akatsuki ôm Mizu vào lòng, anh dùng lưỡi chạm vào tai cô rồi tiếp theo đó hôn lên đôi môi của Mizu. Khi mà cả hai đều đã bình tĩnh, Akatsuki giơ tay về phía Mizu như lời khẳng định. Khi cả hai định quay về thì anh bỗng chợt gục ngã, nhiệt độ cơ thể Akatsuki bắt đầu hạ xuống. Anh bị mũi kiếm của Phi trượt qua và trúng độc, Mizu không còn cách nào khác dùng miệng hút độc ra cho anh. Cô lột sạch đồ Akatsuki và sử dụng thân thể mình để khiến anh nóng lên. Akatsuki dù đã ngất nhưng vẫn động tay với Mizu. Có vẻ như độc đã được giải trừ rồi nhưng Akatsuki đã giả vờ. Cả hai mặc quần áo chỉnh tề lại, Mizu vẫn bực tức vì Akatsuki đã lừa cô. Khi cả hai định rời đi thì độc lại khiến anh đau đớn, Phi từ lúc nào đã ở ngay bên dưới. Hắn vẫn lành lặn dù bị đánh thật đau từ nãy, Phi cũng không giấu giếm gì bộc phát sức mạnh khổng lồ khiến cả hai lo lắng. Lúc này, Izumi cũng đã tỉnh, nhớ lại những gì đã trải qua cô rất muốn ngồi dậy chạy về phía Mizu, nhưng Kuzuha đã chấn an tinh thần cô. Mọi chuyện giờ chỉ còn có thể dựa vào Akatsuki, những người trong học viện vẫn đang hoang mang với tình hình xảy ra ngay cả hội học sinh cũng không thể liên lạc được với hội trưởng bỗng một tiếng động thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người phi đã hóa thân thành ra hát mãnh thú khổng lồ của thế giới bên kia akatsuki nhìn con quái vật trước mặt dù biết đây là thánh thú không ai có thể động tới nhưng anh vẫn phải đứng ra bảo vệ mọi người biết được anh trai vẫn còn đang dính độc mi du liền đề nghị làm mồi nhử rồi chạy đến tấn công con rồng cô bay lên không trung để dụ ra hát tới chỗ khác lúc này kuzuha cũng tiến tới bìa rừng để trợ giúp izumi cũng nhanh chóng theo sau hai người không muốn để Akatsuki phải chiến đấu một mình. Anh nghe xong cũng đành chịu thua những người bạn. Để có thể giải được hết độc, Kuzuha và Izumi sẽ bay đến chỗ con rồng để đánh lạc hướng. Trong lúc này Mizu vẫn đang vật lộn chạy khỏi sự bám đuôi của Zahak. Cô sử dụng phép thuật đánh về phía con rồng nhưng không chút xi nhề. Ngay cả vũ khí cũng dễ dàng bị đánh bay. May thay Hazuka kịp thời đến cứu giúp. Cô tưởng rằng Akatsuki đã bỏ mặc em gái chiến đấu một mình. Biết được anh đang trúng độc Hazuka muốn đánh bại con rồng kia. Những người hội học sinh cũng đến hiệp lực với nhau để đánh con rồng. Họ kết hợp ăn ý đánh được đỉnh đầu rồng nhưng dường như nó không xi nhê. Kuzuha và Izumi cũng tiến đến nghênh chiến. Nhờ sử dụng thuật nén khí nên tác động của chiếc cung Izumi có thể đánh con rồng. Tất cả chỉ cần đợi thêm 30 phút là Akatsuki có thể giải hết độc tố ra khỏi cơ thể. Họ lao vào chiến đấu cùng nhau. Lúc này Minami và Kuzuha cũng triệu hồi những mãnh thú bằng đất để đánh nhau với con rồng. Uesaki dồn pháp thuật vào kiếm trực tiếp đánh vào đầu của nó. Còn Mizu quyết định thi triển phép thuật của cha, triệu hồi những tia sét giáng xuống ra hát. Hazuka tưởng rằng thời cơ chín mùi định bụng dồn tổng lực tấn công nhưng ai ngờ con rồng lại vận công phun một đòn khí mạnh về phía nhóm. Tất cả mọi người đều ngã gục dưới đất ngoại trừ Mizu. Con rồng nghĩ là mình đã giành 99% là chiến thắng. Hắn dùng lời lẽ châm chọc để khiến cô từ bỏ. Mizu bị nói chúng tim đen liền buông bỏ vũ khí. Ra hát thừa cơ hội cuốn lấy cơ thể cô. Nhưng Mizu không phải là bỏ cuộc mà chấp nhận đương đầu với hiện tại cô tuyệt đối không công nhận phi là anh hùng còn hắn vẫn khiêu khích con gái ma vương dù nói thế nào đi chăng nữa Mizu vẫn quyết coi akatsuki là anh hùng thực thụ đến giờ phi cũng không rằng co thêm hắn sử dụng cơ thể thánh thú của mình để dịch chuyển cả hai về thế giới bên kia khi mọi thứ dường như đã kết thúc một ánh sáng bắn qua làm đứt sâu của ra hát đó chính là akatsuki đang cưỡi trên mình chiếc mô tô siêu thanh anh nắm lấy Mizu và đưa cô đến nơi an toàn nhưng ra hát lại đuổi theo ngay sau đó hắn định sẽ giết Akatsuki ngay trước mặt Mizu và nữ hoàng Jitty nhưng nào ngờ anh vẫn chống lại. Giờ chỉ còn cách một trong hai phải chết, Akatsuki cũng không nói nhiều trực tiếp đối đầu với con rồng khổng lồ. Anh lia một đòn cắt đứt sự tấn công của rồng, sau đó nhảy lên đánh một đòn vào đầu của nó. Tuy nhiên chiếc đao anh dùng lại hóa gì xét, Akatsuki vẫn tự tin chém liên tục về phía con rồng. Nhưng anh lại bị quật ra ngay sau đó, cả hai tấn công mãnh liệt. Ra Hắc dùng đòn phép thuật đánh tới tấp vào người Akatsuki khiến anh không kịp trở tay, mai thay vào phút cuối lấy ra thanh đao đâm thẳng vào bụng con rồng lúc tưởng chừng như không gì có thể đánh bại được ra hát đòn tấn công vừa rồi của akatsuki liền có tác dụng anh đã chuyển khí của mình vào con rồng lúc này ra hát liền vận khí tạo nên một quả cầu khổng lồ trong mồm akatsuki cũng không chùn bước dồn hết khí công về phía chiếc đao nhưng thứ con rồng nhắm đến không phải anh mà là mizu và những người đồng đội một vụ nổ lớn xảy ra khiến mọi thứ xung quanh tan tác mizu mở mắt ra thì thấy akatsuki đứng chắn trước mặt mình anh quay lại cười với cô khiến Mizu an tâm phần nào lúc này Akatsuki nhấc chiếc đao lên nó đã hóa đá và vỡ vụn từng mảnh kể cả chiếc vòng tay ad cũng đứt thoát Mizu sợ hãi ngăn anh mình dừng lại nhưng Akatsuki vẫn cứng đầu tiến về phía trước ngay lúc này thứ anh cần là sự tin tưởng chỉ có vậy thì Akatsuki mới có thể chiến thắng Mizu nghe xong cũng cười tự tin tiến đến đưa chiếc vòng của mình cho anh cả phó hội trưởng cũng gửi gắm chiếc vòng như tấm bùa hộ thân ra hát vừa hay đã tiến gần đến Akatsuki dùng nắm đấm lao vào đánh ngay giữa mặt con rồng cả hai lại xông vào tẩn nhau một lần nữa họ đều chào tạm biệt nhau một cách châm chọc Akatsuki bị đánh bay lên trời khiến Mizu lo lắng ra hát cũng vận công quả cầu ma thuật lần nữa nghe thấy tiếng hét của em gái Akatsuki mở mắt hóa ra chiếc đao to hơn nữa trực tiếp xé toát ngọn lửa rồng anh chém đôi con thánh thú ra khiến cơ thể nó nổ tung Mizu liền chạy đến nhìn bóng lưng anh trai cô sợ hãi bật khóc lúc này Akatsuki liền quay lại Mizu lập tức nhào vào lòng anh nức nở. Hiệp hội cô cun lại một lần nữa họp bàn với nhau để nói về chuyện anh hùng Akatsuki. Họ đều bất ngờ vì anh đã đánh bại được thành thú. Nhưng có người lại cho rằng đó chỉ là một gã anh hùng bị trói buộc bởi hiệp ước. Kế hoạch của họ đang tiến hành thuận lợi và đã đến giai đoạn cuối. Họ cũng đang đề phòng Mizu vì đã làm thương thành thú. Con quái vật vốn có cơ thể không bị ảnh hưởng bởi phép thuật. Đây là điều mà cả thế giới đều không làm được. Cuối cùng Akatsuki vẫn không có cơ hội đánh nhau với hội trưởng hội học sinh anh đứng trên sân thượng nhìn về xa xăm. Kado cũng đến bắt chuyện, dường như Hazuka đang rất bực bội vì Akatsuki vẫn còn giữ chiếc vòng AD của cô. Cả hai cùng bàn luận về kỳ thi vừa rồi, Akatsuki đã phát hiện ra sợi xích ngăn không cho thánh thú di chuyển là phép thuật của Kado. Cậu cũng không phủ nhận việc mình làm, Akatsuki nhận ra sức mạnh đáng ngờ của bạn mình. Kado sợ bị phát hiện bí mật nào đấy liền chuồn ngay lập tức, cậu gọi điện cho kẻ bí ẩn. Dường như sắp tới sẽ có điều gì đó xảy ra, lúc này ở thế giới phép thuật, Nữ hoàng Esti rất giận dữ vì giao ước của thánh thú trên người phi. Mọi người đều mong chờ hắn sẽ mang con gái của nữ hoàng về. Bỗng dưng rét thở hồn hển chạy vào. Anh thông báo lũ ma thú đột nhiên mất khống chế. Theo báo cáo của chuyên gia, việc này xảy ra là do Ra hát chủ nhân của núi Black đã chết. Ma thú được giải phóng khỏi sự chi phối. Trật tự thế giới sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Quốc vương Ba giam nghe vậy tức giận không tin vào mắt mình. Nhưng tất cả đều đã rõ. Lúc này cả Kazuha và Kado đều xuất hiện trước cửa nhà Akatsuki. Họ đang buông lời đá đều nhau vài câu thì phát hiện sự thay đổi không gian trong nhà anh. Cả hai lao vào ngay lập tức. Khi bốn người trong nhà đang chuẩn bị dịch chuyển thì Kado ném dây xích về phía Akatsuki. Kazuha cũng chạm vào người cậu bạn bên cạnh. Thế là cả sáu người cùng dịch chuyển đến vương quốc Alazat.